Xin chào tất cả các ông, các bà, các cháu đang nói chuyện với bà Đỉnh nhá. Hôm nay thì bà lại khó ngủ quá, thế là bà lại lên để các cháu đó, bà lại thôi bà ơi, để cháu phát ra trực tiếp video để nói chuyện với các anh, các chị, với các ông, bác, các bà ở trên mạng một tí. Mà bà đang khâu áo thì cháu nó lại bảo là bà ơi, bà cứ khâu đi để cháu làm trực tiếp. Thế là bà còn đang đây này, làm sao mà luồn được cái kim nó bị giá thế này đây. Đấy. Ngày xưa thì cái lỗ kim này nó bị nó to, nó dễ lắm, nhưng bây giờ là nó có bị giá thế này, khó quá luôn. Nhìn không ra một cái gì thế này đây. Trời ơi, đấy. Không thấy có cái cháu nào để đây để là luồn kim cho bà tí nhỉ. Xin chào chị Hiền Dinh, xin chào Hồng Quách Du Lịch, xin chào Bùi Thị Nga. Bà còn ngủ lâu lắm, bà đêm bà khó ngủ lúc các cháu à. Xin chào 150 người đang xem bà nhá. Bà còn lâu mới ngủ, bà già rồi khó ngủ lắm các cháu à. Đêm muộn rồi thế là phải chưa ngủ được đâu à, còn là phải khâu vá đây này đấy à, cái áo của bà hôm nay đi lên đồi thế là nó rách đi mà luồn mái chưa thấy cái lỗ khoang ở kim ở đâu để rút vào đây này. Ôi giời. Lỗ khoang kim chẳng đố ngoài ấy nào là nhân tạo 200 người đang xem bà nhá. Xin cảm ơn các cháu nhá. Đấy, bà phải trợn mắt cho mới nhìn rõ cái cháu đấy. Ôi rồi ôi đấy, bà chân tập mắt mờ rồi. Hôm nay là tay họ con kim mà không rõ này, không thấy cái thằng cháu của bà hôm nay nó này, bình thường nó này là hay chở con kim cho bà, nhưng mà hôm nay nó lại bảo là nó đi tán gái rồi, thế là bà lại phải ngồi để tự làm thế này đấy. Đây, bây giờ bà phải tự chở con kim này là các cháu ơi. Ôi trời ơi, có nhìn thấy cái gì đâu, trong tầm mắt mờ cho các cháu ạ. Đúng là thời nào tuổi đấy các cháu ạ, không nhìn thấy cái gì. Ngày xưa phụ nữ thì là coi như là bà là khâu vá rồi trêu đùa đấy, làm các công việc của phụ nữ là biết hết đấy. Thế mà bây giờ là không làm được cái gì, nhìn nó mờ mịt quá. Xin chào chợt nhớ, xin chào Hậu Hiếp nha, xin chào các cháu. Bà ở đâu á? Bà ở đâu? Còn lâu bà mới nói. Nói vui thế thôi. Nhưng mà nếu mà muốn tìm hiểu bà thì hôm nào cứ lên chơi bà đấy thì chưa biết ngay ấy bà. Xin chào anh Hạnh Phúc Mong Manh nhá. Còn lâu bà mới ngủ được, chưa ngủ được đâu các cháu à. Đấy, xin chào anh Plus nhá. Ôi dồi ôi, cái anh là đẹp trai con nổ quá cơ. Đấy, bà đang thỏ quang kim mà còn chưa thỏ được cái này. Ôi dồi ôi, không biết có cái cháu nào để đến đây để thỏ quang kim cho bà không. Chúc cho bà một cái nào các cháu ơi. Ôi dồi ôi. Đấy, ngày xưa thì đúng là cái thời nào tuổi đấy thật đấy. Ngày xưa bà thỏ quang kim thì không ai bằng. Thế mà bây giờ bà thỏ mãi không vào thế này các cháu ơi. À được rồi các cháu ạ, đây bà thỏ được quang kim rồi đây này đấy. Xin chào chị Thơm, xin chào mát quá, cái gì không bà không đọc được đâu. Bà ở Lạc Sơn phải không? Không, bà không phải người ở Lạc Sơn đâu, bà ở Mường Thàng các cháu à. Mường Thàng đấy, ở quê bà là có bốn địa bàn, có nghĩa là pi người ta gọi là Pi Vang Thàng Động, và bà lại ở Mường Thàng các cháu ạ. Người ta có một cái bài hát là nhớ con chuối khoang kim bôi hà vì nhớ bản láng mà châu anh làm thơ bi vang thang đông, nhớ con chuối khoang kim bôi hà vì đấy. Nhưng mà nói thật với các cháu là như thế này các ông các bà ơi, còn hôm nay thì bà chưa ngủ tại vì là còn có khách đang ở đây chơi, thế là đứa cháu của bà nó lại bảo là bà ơi,
tôi bảo lên mạng để nói chuyện với lại các ông các bà các cháu một tí đi, rồi tí mới ngủ cho nó dễ ngủ. Trên tàu Lường Thủy Linh, trên tàu Hoa Hồng Gai, trên tàu Hào Nam một phát đi, tàu cháu một phát, trên tàu tàu cháu nhiều phát chứ không phải một phát đâu. Đấy, và chào vui tính phấn khởi lên này đấy. Trên tàu cái gì hạnh phúc cũng chẳng ờ. Hôm nay là trăng, hôm nay là trăng rằm tháng 6 mà rõ ràng là rất là mát mẻ, thế mà cũng khó, hơi khó ngủ một tí các cháu nhỉ. Đấy, hôm qua thì trăng còn sáng hơn hôm nay cơ. Mà ngày xưa là bà kể chuyện có chuyện là ngày xưa là thế này là các cháu ạ. Nếu mà những cái đêm trăng sáng như thế này này thì là các bà là coi như là tuổi thanh niên đấy, là cứ rầm rộ lấy cái tuổi thanh niên, là các anh chàng mà thanh niên cứ đến đây để tán tỉnh đấy, tán tỉnh những cái người phụ nữ như các bà đây này đấy, như là cứ đến nhà bà chơi rất là rủ xuống cho giống như chúng ta xuống chơi, nhưng mà các bà thì có phải là ai cũng xuống để tiếp nhận được đâu đấy, mình phải yêu, mình phải thích thì mình mới xuống được chứ. Và không những là như thế mà các anh ấy còn mình đang ở trên nhà sàn thế này này, các anh lại còn lấy khoe thế này, còn đóng sàn nữa, thế nhã ý là muốn là mời bà xuống để coi như là để nói chuyện với lại tâm trừ đêm muộn, nhưng mà các bà thì không phải là ai cũng có thể là tiếp nhận được các anh như thế đấy. Câu chuyện của người Mường nó là như thế. Tại sao mà người ta lại bảo là đóng sàn là như thế đấy, các anh thanh niên là rất là háo hức cái chuyện là đến để tâm sự, cũng như là chọc lấy cái que để chọc sàn để làm sao mà những người phụ nữ mà để xuống để tiếp kiện đấy, các ông các bà các cháu ạ. Ôi bà có nhiều người tán thế, có nhiều lắm. Ngày xưa là bà tuổi của bà là bà nhìn thế này thôi, bây giờ già là không đẹp lão, không đẹp như ngày xưa, nhưng mà bà ngày xưa là cũng xinh gái lắm đấy. Đấy, bà là xinh gái mỉm với lại bố mốt đau lắm, nhưng mà bây giờ thì đẻ nhiều con đấy là nó mỉm nó nhỏ đi rồi đấy. Không như ngày xưa nữa đấy, đây là chân trầm mắt mờ rồi đấy, là theo thủa may mã là rất là nhiều anh tán, nhiều anh đến tán lắm đấy, các con các cháu các ông các bà đấy. Ngày xưa là các cụ bảo là muốn may muốn vá thì mình phải ấy vào cái tóc của mình như này để cho cái đường kim mũi chỉ nó dễ, nên là cái kim của bà đang cầm đây là bà phải làm như thế này các cháu các ông các bà. Xin chào bà chắc còn nhìn á, làm sao bà đẻ được 7 đứa con rồi, con của bà là đi làm công ty với lại làm cán bộ cơ quan nhà nước hết rồi đấy. Đấy thì đấy thì đây là nếu mà các cháu mà yêu mến bà già này thì đăng ký ủng hộ kênh cho bà nhá, các anh các chị các cháu nhá. Mẹ bà lép đâu mà lép, cái cháu này nhìn thế nào mà bảo là lép. Ngày xưa bà là mẹ to lắm mà bây giờ là bà có như là đẻ 7 đứa con đấy, thế bây giờ thì còn làm dơ còn gì có mẻm nữa đâu mà nói là còn mẻm. Cháu cứ xoay mẻm của bà không còn mẻm đâu. Khổ, đừng có nói như thế, ngày xưa bà mẻm cũng to lắm chứ có phải đùa đâu đấy, mà bây giờ là trăng trầm mắt mờ cứ bảo bà già theo thùa may bá, làm sao mà còn theo thùa là cái gì nữa đấy. Cái khâu vá này nó có hai kiểu khâu vá các cháu ạ. Một là mình làm cái đường kim mũi chỉ kiểu này này, thứ hai đây là mình phải làm từng mũi như thế này đấy. Bà không nhìn được các cháu nói chuyện cái gì mấy nữa đâu, thế là các cháu đừng có mà không trả lời nhá. Xin chào Tĩnh Tâm, xin chào sao bà cái gì sao bà nói cứ phải, bà không đọc được đâu. Đâu nhỉ, các cháu nói cái gì bà không đọc được mấy đâu. Mắt của bà mờ rồi, chân chậm mắt mờ rồi các cháu ạ. Bà ơi bà, ở trên tàu Duyên nhá, tàu cháu Duyên yêu mến.
Và cái tên tên của cháu thật là xinh gái quá. À, tên của cháu đã nói lên cái nét duyên của cháu rồi. À, xin chào mẹ Huệ nhá. Nhìn bà đẹp hơn hôm trước. Bà hôm nào cũng đẹp, nhưng mà tại vì hôm nay là ở trước cái bóng đèn này nên là nó mới sáng. Và hôm nay bà lại có cái áo mới, áo tím, áo hồng mới, thế là nó mới sáng rực thế này, nên bà già nó lại trẻ trung và nhìn nó đẹp lão hơn quá nhỉ. Đấy các cháu ạ. Thế này đấy. À, bà lại lươn cái gì mà lươn? Bà có phải là con lươn đâu mà lươn. Cháu là cứ nói lên chuyên. Bà xin chào thiếng món lá. Rồi ơi, tôi hào khởi cái chị thiếng món lá. Nó đẹp ông mừng, thổ nó mừng nó. Bà xin chào Lường Thị Ngọc. Xin chào Thổ Ngọc đây đó. Xin chào Kim Anh. Đấy, các cháu cứ nói chuyện đi. Cháu hay ngọt hóng video của bà. Ừ, đấy bà là muốn là làm video để cho nó vui không khí thế này đấy. À, bà cũng hôm nay là nhân dịp là nói chuyện thế này thì bà cũng nói với các cháu là như thế này. À, thực tế là như thế này các cháu ạ. À, những cái gì mà bà làm clip đấy thì là con trai của bà bảo là mẹ ơi mẹ thì mẹ làm clip đi để con đăng tải lên YouTube để cho mọi người vào xem. Rồi nó bảo sao thì mình làm vậy thôi chứ mình có biết gì cái YouTube hay là cái gì đâu. Mình ra cả rồi mình không biết một cái gì. Thế mình chỉ có biết là lên để làm theo nó bảo như thế thôi. Nhưng mà thực tế là nhiều người là cứ vào nói chuyện bà. Nhưng mà bà nói thật là bà là chân thật lắm. Bà Giao Mương là thật thà lắm. Đấy, thì những cái gì mà bà muốn làm lên trên cái mạng xã hội như thế là bà chỉ muốn là đưa những cái nét truyền thống, những cái phong tục tập quán của nét văn hóa của người Mường làm sao để mà các cháu đời sau, các quan đời sau là nắm được những cái phong tục tập quán cũng như là nét văn hóa của người Mường. Thế như thế để làm sao mà để truyền tải được thôi, chứ còn thực tế là để một mình bà già không thể xây dựng được hết được cơ nghiệp để nói được một dân tộc Mường. Một dân tộc Mường là bao nhiêu triệu người, bao nhiêu trăm người, chứ bà làm sao mà có thể gánh vác được hết và nói hết lên được những cái ý tưởng của người dân tộc Mường. Chính vì như vậy mà các cháu vào xem là ủng hộ cho bà để phần nào để bà động viên cho bà. Như thế là bà rất phấn khởi và vui vẻ, vui mừng. Chứ các cháu mà cứ vào mà nói bà thế này thế kia là bà rất là cảm thấy là buồn lòng đấy. Các ông, các bà, các cháu ạ. Ý là như thế đó các cháu ạ. Xin chào Kevin Nhữ. Xin chào Trần gì đó. Khế thiếng món là khế thiếng món là khế thiếng món là đi học khế thiếng món mà họ ở mừng thang á thì khó hiểu nó đẹp rồi. Thu Hoài bà ăn tàu cháu à, bà ăn tàu lâu năm rồi nên là răng của bà mới đen đấy, môi bà mới đỏ hồng như thế này đấy, nên là các cháu đừng có xoay mà xoay răng bà với lại môi bà nhá các cháu nha. Đây bà có vú to đây này các cháu, sao cứ xoay vú của bà làm gì, người già rồi còn xoay vú mẹ của bà làm cái gì, khổ. Các cháu để ý đâu ấy, bà đang khâu vá mà đang nói chuyện với các cháu này bà lại chẳng khâu vá được nữa, thế thì bà này đi làm cái tiếp quản để cho nó không khí một tí nào. Đấy, có cháu nào mà muốn hát đau dân nói chuyện với bà thì cứ hát đi nha. Đấy thì đấy từ đã thì lấy cái này đã. Rồi đi lấy cái tiêm khuẩn đã các cháu ơi, các ông các bà ơi, nếu mà thấy cái mà bà định này mà vui tính hay là phấn khởi thì hãy chia sẻ với lại like để chia sẻ cho bà để cho đông người xem nhá. Đấy. Bà vui tính lắm, bà thích nói những cái câu chuyện là trên tàu Di Hoàng nhá,
cháu biết nhà bà, làm sao mà biết nhà bà được, cháu có nói đùa. Trên tàu thu hương bà hát đi á, bà hát cái gì? Cháu muốn bà hát à? Nhờ nì chưa tẩy à mế mà thấy mế giống hoàng cái gì, bà không đọc được cái gì, chân chậm mắt mờ, bà không đọc được cháu nói cái gì đâu. Mà hôm nay là điện trắng là bà rất là nhìn bà ở trong này rất là ngầu phong độ. Đúng không các cháu? Mẹ ơi, hát hát đầu mẹ ơi là cái gì? Bà để bà hút một điếu quạt này nhá. Trên tàu cháu không gục ngã nhá. Ôi, cháu đẹp trai quá cơ. Cái gì? Con mèo đâu? Con mèo đây. Con mèo yêu đây, con mèo đáng yêu đây. Mèo 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 mèo. Đang đây với bà này con ơi. Đấy, nhà bà là có một con mèo yêu với lại con chó yêu với lại mấy con chó to nữa. Nếu mà cháu nào mà yêu mèo thì để bà bế nó sang đây để nói chuyện nhá. Bà nhảy đi. Bà xin bái bai bà xin các cháu. Bây giờ đêm muộn rồi còn bảo bà nhảy thì làm sao mà bà nhảy bachelo được. Thôi để bà xin phép để bà út một điếu khoản đã nhá. Mèo ăn gì đằng sau, nó có ăn cái gì đâu, nó chỉ nghịch thôi. Đấy, con mèo nó lại háo tính, nó lại vui vẻ như thế, làm sao mà nó ăn được cái gì. Cháu buồn xem clip của bà là hết buồn. Ừ, đấy bà cũng mong là như thế đó các cháu ạ. Thực ra là bà cũng chẳng biết cái gì về cái mạng xã hội này đâu. Nhưng mà chủ yếu là con trai của bà làm. Thế là nó cứ bảo là bà ơi, bà làm bà làm đi để cháu quay lên clip để cho mọi người xem. Thế là từ hôm đấy bà cứ làm. Mà bây giờ là làm rồi thì vẫn phải cứ phải làm thôi. Chẳng nhẽ lại không làm thì lại làm để cho con cháu nó buồn. Thế là cuối cùng là bà vẫn phải làm. Đấy, nên là mọi người yêu mến cái bà già này thì chia chị ạ, cũng như là ủng hộ cho clip của bà để cho cái clip của bà càng ngày càng được đông đảo khán thính giả yêu mến bà nhá. Mọi lúc buồn cháu xem clip của bà lại hết buồn, bà nhớ quê. À thế à, trên tàu Hồng Quách du lịch thế cháu là người ở đâu, sao mà cháu lại phải nhớ quê hương thế à cháu. Hôm nào về thì đến thăm nhà bà nha. Nhà bà thì sinh được 7 đứa con, nhưng mà người nào cũng lập gia đình hết rồi, công ăn việc làm thì cũng ổn định hết rồi. Chỉ có một thằng con út thì còn đang đi bộ đội. Thế là hôm trước thì bà cũng đi bán con chó để bà mua cái điện thoại để gọi điện cho nó. Thế là bà bảo là chẳng biết lấy cái gì để liên lạc. Thế là nó bảo là thôi thì mẹ bán con chó đi. Thế là bán con chó để mua cái điện thoại mà có mấy đồng bạc thì làm sao mà đủ mua cái điện thoại. Thế là bà phải mua trả góp đấy các ông các bà các cháu ạ. Đấy bà, ô ô đây đây bà đang hút khoản đây. Sao bà, cái gì Phương Phẩn ơi, trời ơi sao cháu lại nói như thế. Bà là coi như là người ta bảo là cha mẹ sinh con trời sinh tính rồi, nên là cháu đừng có nói bà là như thế. Bà nghe tủi hờn lắm, bà nghe tủi thân lắm, nghe nó làm sao mà bà nghe khổ thân lắm, đừng có nói kiểu đấy. Xin chào lễ thanh nha. Ừ, giọng bà líu lo như con chim hoàng đấy. Thôi để bà hút điếu khuẩn đấy nhá. Thì bác Khanh lúc nãy ở đâu mà lên đây đấy? Từ nhà ai uống rượu ở ngoài kia à? Ôi rồi, đây chẳng về đây để uống rượu với bà già này với mấy người anh chị em từ lúc kia. Ô, cái kia mít này đây bà Thu mà bà. Ôi ôi, ra mít thùng. Nhưng em lúc gì mít, đâu có thấy tiền bào đó mít nhà hà chín rồi. Thấy một thật là họ có thấy tiền bào đó mất lại mít chín. Và cho bà Mân một lại nó mít. Cháu ơi, cháu cho cái khoản
biết cho anh đi. Anh đi cái khác này biết chưa? Ồ. Bà nói chuyện chắc vui quá. Chào bà nhá. Ôi, chào các chị, các cô nha. Ôi. Mất mất. Bà nay nói chuyện vui quá bà. Ôi trời ơi, phấn khởi quá đây là. Hôm nay lại còn nói chuyện trực tiếp với cả cô với cả các cháu thế này thì phấn khởi quá. Vâng. Lên tiền rồi mới nè. Chị ơi, chị nhà mình đâu à chị ơi? Cháu ở Tuyên Quang thôi bà. Ôi trời ơi, phấn khởi quá, cảm ơn mọi người đã vào ủng hộ cho cái clip của bà để làm sao mà cho bà nói chuyện nó phong phú vui vẻ hơn nhá. Thật sự là nói chuyện với các anh các chị là như thế này à, bà già thì cũng chẳng biết cái gì đâu, nhưng mà con tôi nó lại bảo là bà ơi, bà lên mạng cái Tobi đi, chắc là nhiều người ủng hộ lắm. Thế là tôi cứ làm từ hôm đấy thôi. Thế nhưng mà hôm nay lại gặp trực tiếp chị ở tận Tuyên Quang thế này thì phấn khởi quá, cảm ơn chị nhá. Vâng, cháu hay xem clip của bà lắm. Vâng, vui quá. Cái gia đình mình ở Tuyên Quang à chị ơi? Vâng, gia đình ở Tuyên Quang. Còn gia đình bà ở đâu ấy bà? Đấy, cái nhỏ nhà tôi nó lại chửi nhiều đây này, chắc mai là phải nắng lên mất. Xin các chị là tôi hút phải đeo quản đấy nha. Tiếng mường không chị ơi? Cháu không biết nghe tiếng mường đâu bà ơi. Cơn mường à, không nói được tiếng mường à? Dạ không. À, còn tổ tiên có người mường chứ. Đi hát tu giàu bạch quạt mà lâu bạch mát này ông ăn chút giá khổ nghề này rồi. Còn thanh niên đấy thì tôi cũng lên Tuyên Quang mấy lần rồi đấy cô ạ. Chị ạ. Đấy hôm nay lại gặp thì vui quá. Bà lên đến chỗ nào Tuyên Quang đấy bà? Lên tôi lên chỗ thành phố Tuyên Quang đấy. Đấy tôi có bạn ở trên đấy. Cô ạ chị ạ. Cũng tôi có người quen ở trên đấy thì thực ra tôi cũng nói chuyện với cô với chị là như thế này thì hồi đấy là cái anh đấy là cũng thích tôi, thế là cũng tán tôi. Nhưng mà tôi lên thăm thì gia đình này không nhất trí là không thích tôi, thế là tôi lại lủi thủi tôi đi về đấy. Tôi thủi thân lắm. Tôi là thế. Nhưng mà hồi đấy tôi có xấu đâu, bảo là tôi không có miệng, nhưng mà tôi ngày xưa là hơi bị to đấy. Thế mà tôi nói thật đấy, không có đâu. Thế mà anh chàng đấy là đến đây đến thời điểm này bây giờ là còn liên lạc với tôi đấy, cái ông đấy có gia đình, có vợ con gia đình đàng hoàng rồi, nhưng mà đi thoảng thì vẫn cứ gửi thư cho tôi đấy.
không ấy đùa đâu, tôi nói thật đấy. À, tên là gì ạ? Dạ. Chị tên, tên là gì? À, cháu tên là Thương. Thương hay là Hương? Dạ. À, thế chị tên là Hương hay là Thương? Thương, Thương bà ơi. Thương, Thương biết đó. Thế thì tên là nếu mà hôm nào mà chị qua chị về quê tôi thì chị về quê tôi chơi nhá, quê Mường đấy. Vâng. Chị đang theo dõi chơi của bà Mường nhá. Vâng, thôi cũng muộn rồi, cháu đi ngủ đây. Vâng, thế thì xin chúc chị và gia đình là có một giấc ngủ ngon, với lại yêu mến bà Đỉnh thì ủng hộ cho bà Đỉnh nhá. Đấy là nói chuyện này là phấn khởi lắm rồi đấy chị. Vui quá. Chúc bà nói chuyện vui vẻ nhá. Chúc tôi chị ăn uống nhá. Biết nhà tôi đấy, hôm trước là tôi chiều để đi bán để mua thuốc lào, nhưng mà bán hết rồi, dịch cùng mấy quả hoa nguê nhỏ nhỏ thì chúng tôi để lại để ăn thôi. Đấy, hôm nào mà chị về đây thì mời chị nhỏ cái món. Nhà bà còn nhiều chó không hả? Nhà bà còn nhiều chó không? Nhà tôi thì một con chó thì đẻ được 4 con, nhưng mà hàng xóm thì lấy hết, bây giờ còn có 2 con thôi. Thế còn có 2 con để cháu một con nhá. Rồi, có thì tôi qua đấy. Nhưng mà hoàn toàn cho được thôi, chị có lấy không? Có. Đấy, có một cháu cái thì là hàng xóm lấy mất rồi, không còn nữa đâu. Dạ vâng, vâng, cháu cảm ơn bà. Chị và anh chị em ăn mít nhá. Mít này là mít rai đấy, vâng. Mới mít mật. Ăn nó ngon, thơm lắm. Vâng, hôm vâng. Nay mát. Hôm nay nếu mà nóng thì ăn nó cũng hơi khó. Ăn nó khó ngủ lắm, toát cả mồ hôi ra đấy. Buổi tối như này mát mà bà. Hôm nay mát trời lắm. Cái mát thì đêm tối thì mới ăn mít buồn. Chị Phương ơi, xin chào cháu áo áo hoa nhá, áo hồng nhá. Vâng, cháu áo hồng đấy là con gái của cháu đấy. Cháu chào bác. Chào bà. À, đó là bà. Và mọi người đang theo dõi group của bà nhá. Thế thì nhân dịp như thế này, bà cũng xin gửi một câu hát này ạ. Tiếng Mường là bài hát lời Thương, thì sau đây là bà cũng bài gửi tới mọi người đang xem. Ý là bà muốn bao nhiêu bà mọi người nghe nhá. Vâng. Này này, có một anh chàng này nói đến người thương, anh gọi em như con chuối. Cái gì nhỉ? Anh gọi em như con chuối trong cái gì nhỉ? Quên rồi. Bà hát hay quá. Nhiều quá. Chó sủa của nhiều quá bà. Chắc ai đó đang tìm bà đấy. Nghe à, bạn nhổ cháu không chăm được. Chứ ngày xưa là người ta hát nên là có nghe ông hát như này nhỉ?
vừa hay thương anh có nghe như con chuối đang tôi quên rồi, lâu ngày tôi hát cái bài tôi quên vậy, chẳng nhớ vậy nhỉ. Tàu hút quản nhiều đâu mới có một tiếu cái làm gì mà nhiều. Anh gọi em như nào, cái câu hát như nào tôi quên mất rồi nhỉ. Anh gọi em gì lâu ngày tôi quên mất. Ai có ai ở đây thì bà hát với đâu làm sao mà cứ bảo là bằng năm đâu đấy bằng năm. Ai lại bảo là bà Trâm là thế nào nhỉ? Bà ơi, Duyên, Duyên, xin chào Duyên nhá. Ờ, anh gọi em như con cuốc kê hề thương, cho em không sinh ra từ nghèo khó, cho anh được thương em, cho anh được yêu em, nhớ cây lúa yêu trồng mường ta, thương thiệt thương đồng, bước chân đi dòi hay dòi, thương thiệt thương đồng, bước chân đi dòi hay giang, bỏ cưa bỏ nhà tìm em, bỏ chóm bỏ mương anh bơ vơ làng đường, hình bóng của em ở đời mới đời. Ui bà ơi, chào bà. Cháu Thí nha. Cháu âm mộ. Cháu xinh gái quá. Bà chào cháu nha. Trời bà ơi, cháu bà đã cháu có người yêu chưa? Để bà làm mối cho nào. Hát tiếng mường á. Bà phải. Bà ăn cơm chưa? Bà ăn cơm chưa á? Bây giờ là mấy giờ mà cháu còn hỏi bà ăn cơm, nhưng mà bà chả ăn cơm đâu. Bà chỉ thế ăn mít cơm. Muộn rồi bà ngủ à? Hôm nay bà ăn mít cho cháu mà không ăn cơm. Ấy mít luôn hả? Đấy. Đây mít của nhà bà đấy, hôm trước là bà trèo để bà đi bán để bà lấy thuốc khuẩn Lào, nhưng mà quê mường bà gọi là khuẩn thuốc, để thuốc Lào gọi là khuẩn Lào đấy, còn thuốc Lào của người chua thì gọi là thuốc Lào đấy. Thì tại sao mà bà muốn này bà thấy là cái gì cháu muốn bà chưa thấy. Sao muộn rồi chưa ngủ ạ? À? Bà không nghe rõ đâu. Cháu bảo là muộn rồi sao chưa ngủ ạ? À? Muộn rồi mà chưa thấy á. Dạ. Ôi, bà già rồi bà có ngủ được sớm đâu các cháu, các ông các bà ơi. Bây giờ bà còn đang hút quẩn với lại uống nước với lại mấy ông mấy bà đến chơi đây này. Mọi người thấy livestream mẹ hay, mọi người chia sẻ mọi người ơi. Chào Dương Tồ nhá. Chào Quách Thị Ngân nhá. Mọi người chia sẻ mọi người ơi. Chào Minh Tuyết nha. Bà đang nhớ người yêu. Chào bà Bảo nha. Chào ông Tới Vlog nha. Ông đã mê rồi. Xin mời cả nhà uống nước nha. Bà ơi, bà cháu yêu bà lắm. Xin chào Thuận Bích nhá. Bà nhìn thấy gái trẻ là trắng hắn. Đâu, bà có nhìn thấy cái gì đâu.
Xin chào chị Vi Lê ạ. À. Xin chào chị nha. Xin mời chị với là phải nấu nước nha. Bà ơi, bà thấy không? Vâng, xin cảm ơn chị với lại cháu. Xin chúc chị với cả cháu buổi tối vui vẻ nhá. Xin chào cả nhà. Đây bà không mặc áo mỉm. Bà mặc áo lớn thôi. Bà mặc áo mỉm làm gì nữa cháu ơi. Xin chào buổi tối này. Bà xinh gái á. Ngày xưa bà còn xinh gái hơn. Bây giờ là bà già rồi nó thế này đấy. Ngày xưa bà xinh gái lắm cháu ạ. Mẹ. Bà ơi. Đây bà đây. Bà chỉ con khâu đồ với. Cái gì? Bà không nghe rõ. Bà còn may vá thế này. Bây giờ bà còn may vá thế này. Giờ này mà còn khâu vá gì nữa bà ơi. Muộn rồi bà nghĩ đây. Tại vì là áo của bà hôm trước là đi lên đồi, thế là nó bị rách ra, và chậu cây ổi nó bị rách ra, thế là bà phải khâu lại để có cái áo đấy. Con đang xem con đi hỏi con mẹ. Nhớ bà chạy nhiều con rách hồ đây. Hôm nào cháu thương bà thì cháu mua tặng cho bà cái áo mới đi. Nhưng mà bà cho địa chỉ đi chứ. Đấy, địa chỉ là tí nữa cháu cứ nhắn tin cho con trai của bà để con trai bà sẽ cho cháu địa chỉ nha. Con trai bà địa chỉ đi chứ, con đâu có biết địa chỉ bà đâu mà con gửi đồ. Chào bạn Hồng Phương nha, chào Yên Thúy nha. Cháu có biết đâu mà may áo mường như của bà hay không? Không, con không biết may mường đâu, con chỉ mua đồ thường thôi. Đấy, đồ bà là ba đó. Bà là người mường đấy, chị ạ. À. Nhìn bà có cười không con? Bé con nó nhìn bà cười kìa. Con gái mường từ trưa đến nay là phải biết may vá theo đùa. Mường là đẹp rồi. Xin chào Hoàng Tuấn Thành. Xin chào Linh Cô. Xin chào Thảo Mộc. Bà mềm to mà, mềm của bà. Nó hồi nãy cơ con nào bà muốn bà không phải kia à? Nhắn tin cho con trai của bà Đỉnh nhá. Biết con trai bà là Bùi Văn Đỉnh đấy, thì nhắn tin cho con trai của bà nhá. Chị Vi Lê nhá, cảm ơn chị nhá. Dạ. Xin chào cháu Minh Thư. Cháu ơi, sao mà cháu được cháu xinh gái quá. Cái gì Phúc Bùi cứ nói cái gì ấy. Bà người ở đâu ạ? À? À, bà quê ở Hòa Bình cháu ạ. À. Nếu mà cháu yêu mến cháu thì cứ chia sẻ với lại ấn like cho bà để bà đông người tìm hiểu đến bà, thì hôm nào cháu lên chơi quê bà nhá. Mà cháu cũng ở Hòa Bình đây. Cái gì cháu ơi? À. Cháu ở đâu cháu?
Cháu ở Hòa Bình bà. Thế cháu ở chỗ nào Hòa Bình? Cháu ở Lạc Sơn. À thế à, cháu ở Lạc Sơn à. Lạc Sơn thì bà cũng quen nhiều người lắm đấy. Ở vùng bản Lạc Sơn mới lại ở Yên Nghiệp đấy thì nhiều người cũng quen bà đấy, nhiều người đến đây thì cũng đông người lắm. Dạ. Thế bà là con trai của giới thiệu cháu ấy. Có chứ, con trai của bà cũng đang tuổi thanh niên, còn đang lấy vợ đấy. Mà bà bảo rồi không biết là làm thế nào mà lấy được vợ đi để cho bà yên lòng. Đấy, bà cũng chỉ là có con trai mà bà còn có cả cháu trai nữa, còn nhiều cháu lắm. Nếu mà cháu mà yêu mến bà thì chia sẻ với lại ủng hộ cho bà, rồi nhắn tin cho bà để bà giới thiệu cho cháu nha. Vâng. Xin chào Ninh Thị Bảo Yến. Cháu chào bà nhé, cháu ngủ đây. À, rồi đi cháu đi ngủ đi cháu thư. Vâng. Chúc cháu ngoan. Con trai mà đang câu áo chết coi đấy. Trai mà đang câu áo là thế nào? Nói tiếng mường á? Áo thiềm bắn quẹt. Áo vàng xinh gái đấy, chị ấy xinh gái lắm các ông các bà các cháu ạ. À, chị là người Mường Lạc Sơn đấy, nếu mà ai muốn thì liên hệ với chị đi. Em muốn nói chuyện với, đi vào nói chuyện đi. Bà kéo tay quá, bà có kéo tay gì. Bà là ngày xưa là bà Mường thì cái gì cũng phải biết, phụ nữ thì phải biết theo thùa may vá các cháu ạ. À, đấy người Mường nó là như thế đấy. Quê bà là thế này đấy. Ông mà. Cháu chào bà. Xin chào Huế Minh nha. Ơi. Bà ở đâu bà... Dương Phong đấy bà? Câu áo cháu ạ. À. Bà đang câu áo. Là bà đi lên bà đồi, thế là không vậy. Bà chầu cây ổi nó bị rách đi, thế là bà lại câu lại. Ông cũng mua là. Bà ơi, bà biết thị trấn Cao Phong không bà? Có chứ, thế là anh ở ở thị trấn Cao Phong à? Thị trấn Cao Phong là ngày xưa là. Thị Cao Phong đây. Đi có một người đi chợ chút. Hôm trước cháu thấy bà đang cần đi bán chó ở chợ Dũng Phong ấy bà. Có phải bà Dũng Phong không? Bà đi chợ huyện để bà bán chó đấy. Thế cháu không nhìn thấy bà. Cháu hôm nay không có ở nhà. À thế à? Cháu là người ở đâu? Cháu người ở thị trấn Cao Phong đấy ạ. À? À thế à? Thế thì bà cảm ơn cháu nhá. À, nếu mà cháu rảnh thì hôm nào lên thăm bà nhá. Cháu hay vào chợ cái gì à? Vào chùa gì trong trong cuộc? Chào Thiên Bùi, xin chào Thanh Luận. Thanh Luận xem. Thế thôi, chúc bà ngủ ngon nhá. Ok, xin chào Huế Minh nhé, cháu ngủ đi. Bà ơi, bà hát đi á. Cháu muốn nghe bà hát tiếng Mường hay tiếng Quê. Xin chào ông. Bà
chào Tuấn Thành, xin chào Nguyệt Thu, xin chào Hằng, Bùi Thị Hằng. À, xin chào Trang Thu ạ. Vâng, xin chào ạ. Chào mấy. Chào, chào, chào Trang Thu đó hãy. Dạ. Mời, 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 ăn, ăn mít đã. Mít thì nó ngon lắm. Vâng. Mẹ ăn đi rồi, con đang ăn. Mít đừng ăn lắm rồi, ăn để vội. Thế nào, ăn ngoài lắm. Con đang ăn lắm, con đang ăn lắm. Mít thai nữa, cái mít thai đó. Dạ. Đó là, con ăn tiếng mướng đó là mời dạ. Khí ta cho là gặp ba kèng cho mẹ. Gặp ba thôn cho mẹ gặp nhau đã già tốt nơi. Quần trắng hay hạt nào người? Miệng mịt đã đi người tốn. Ăn cho nà bụi đã tốn nơi. Đừng mướn hạt đi đã tốn ơi. Xin chào Sơn Lê, xin chào Hà Kiên Mùi, xin chào Thường Râu, xin chào Thanh Quỳnh. Mày năm nay bao nhiêu tuổi em mày? Mày năm nay là hơn 70 tuổi đã thôi rồi. Mày ca rồi. Dạ. Sinh năm 70, sinh năm nay mày 70. Mày á, hơn 70 là o nhổ dạ. Nữa à? Ông nhà mình mày hơn 70 mà mày có nắng mặt bây giờ. Ông nhà mình là đề năm 40 là 40 khẩu. Mà mày là đề năm 47 này, là năm nay là năm 70. Tăng tuổi mày con nào ấy mà. Mày con à. Con ở đâu? Con ở Hòa Bình mà mày. Ở bằng đâu Hòa Bình? Thôn ở thành phố Hòa Bình. Ở thành phố mà nói chuyện mướng mà hay rửa. Dạ. Chứ mướng nhỏ. Cảm ơn thôn đã bao mà nói chuyện với mày đấy. Thôn thì mày đang đi theo. Bao theo dõi mà. Cảm ơn ạ. Bây giờ mẹ chụp là thôn là thầy ngoan này. Dạ. Hát hay hả? Có gì mà hát hay? Ở đây có ngoài ma hay hát thiền mướng mà đi đâu đây hát rồi. Ơ Minh Thư này. Mê hát mướn về là thế còn mê hát chịu mướn về mê răng. Xin chào Nguyễn Huy Hùng. Xin chào Linh. Xin chào anh Tuấn Đỏ. Vâng, xin chào bạn nha. Văn Trường, xin chào ạ. Xin chào Đinh Thị Ngọc. Có ai ở đây có ai hát mượn với bà không? Xin chào Kim Pháp Quý ạ. Mấy hát chị ạ. Xin chào Quách Thị Hoa. Chị chưa ngủ à chị ơi? Đang... Con đang này đi mẹ ơi. Mày là bạn giọng tài khoa thôn đã nhỏ. Thôn đang ngỏ mì
anh đẹp chân mì đẹp chân mì bầu trốn ý hào đẹp chân mì đá nè mì mì ưu mắc nó là mì mì ưu mắc chàng là thôn đồ ồ thôn ưu mắc thôn ưu mắc thôn ưu mắc quả ồ cái nó lên rộng mì vậy làm cái là nên nó lên quê vùng quê bị dùng này mì ở mương mương thang này mương thang này mương thang rồi mà à lên đất lạc này đất lạc đất lạc này á ờ mà bạn nó là cái bên kia mà hạt nó là như con chuối quá kim bôi bản lang mai cho anh làm thơ đi mang sang sông như con chuối quang để tìm tôi hà bì nó là nó là cảnh đẹp thôn nè đây mường mi mường quang mường thang quang đồng đập bông 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 thật đó vậy mẹ ớ khách nhà đang xe chạy lên nhà mẹ ớ nó à nhà mẹ ớ khách đang xe chạy lên nhà mẹ á nhà mẹ ở bên trong là cá đâu ớ khách xe chạy lên nhà lúc ờ nhà mẹ văn sơn ớ mẹ đi chia sẻ cho mẹ ô mẹ đặt tầm nhà quan ớ mẹ đi chia sẻ cho mẹ để ẩn like cho mẹ cô nhà ưa chạy theo mê đà cái gì mê chẳng hiểu cả cháu chào bà có xin chào chị Ngân Hoàng má chúc chị có một buổi là vui vẻ ấm áp bên gia đình nhá đó là à, cho tần thôn nghe ở đập bông bông đập bông bưởi đấy bà ở chỗ nào hòa bình á hơi hôm nào mà nó muốn tìm hiểu bà thì con lên với bà thôi mà chỉ ngất ở chỗ nào hòa bình đấy à chú ở Tân Lạc bà cháu ở Tân Lạc thôn ở Tân Lạc thôn ở Tân Lạc mẹ ở quanh Tân Lạc hơn ở chào thôn cháu chào của bà suốt à. À thế à cảm ơn cháu nhá mọi người mà yêu mến bà này cũng chia sẻ và ủng hộ cho bà nhá thường ra là bà thì cũng không biết cái gì đâu nhưng mà con trai của bà nó làm cho bà thế là nó cứ bảo là thôi thì bà cứ làm đi để quan lên cái kênh mạng Otopi thế là từ hôm đấy là bà cứ làm luôn thế đấy mọi người yêu mến thì chia sẻ cho bà nhé. Dạ vâng. Xin mời mọi người mít nhá. Ít thôi không, có chào mấy anh mít. Xin chào thành vịt nhá. Thank you.
Bà không đọc được cái gì mấy đó để lên bảo con gái của bà lấy cho bà cái kính thì bà đọc như nào. Hát đi á. Xin chào cả nhà nhá. Thế thì là cháu bảo bà hát á, bà không hát được đâu. Cháu phải hát như thế nào thì bà mới hát chứ. Từ lúc kia là hát rồi, bà hát rồi còn gì nữa. Bà ơi, thấy quay cháu thật làm lắm, chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn cháu nhá, cảm ơn cháu thật là nhiều nhá. Từ lúc kia bà không nhìn rõ cái gì, may mà có kính để bà rõ hơn. Đấy. Thì bà làm một điếu khoản để cho nó tỉnh nào. Thôi nói với các cháu từ lúc kia là này là cứ phải hai ba điếu quản đi. Chào bà Đinh Thị Ngọc nha, chào Bùi Việt Anh nha. Chào là Yến con trai của tôi bà nha, chào, chào bà Thành Việt nha. Chào bạn Hà Maruko nha. Chào bạn Giao Huynh nha. Chào Tứ Bùi nha. Chào Yến Đô Trồ nha. Chào Nam Quách nha. Mọi người ơi, mọi người thấy livestream của bà Đinh hay thì mọi người chia sẻ mọi người ơi. Chào Phan Mô nhá, chào bạn Quách Thị Ngân nhá. Lúc nào bà nấu đem gà ra, bà nấu món măng chua nhé. Ok bạn ơi. Chào Bùi Việt Anh nhá. Chào Trang Đinh nhá. Ở nhà luôn. Chào Thế Thỏa nhá, chào Mạnh Hùng nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mọi người ơi. Chào Trang Linh nhá, chào chị Nấm nhá. Chào anh Hảo Nam nhá. Ôi, các cháu ơi, các bà đeo cái kính này mà tôi không nhìn thấy cái gì mấy. Thế tôi thử đeo cái kính này xem thế nào là cho nó ngầu không. Nên các cháu có thấy bà ngầu không? Để bà hút nhớ quản đấy nhá. Ôi trời ơi, bà từ lúc kia bà không nhìn cho cái gì. May mà có cái kính này bà ngầu hơn đấy. Chào bạn Hoàng Tuấn Thành nhá. Hoàng Tuấn Thành. Đâu bà không nhìn thấy cái gì đâu. Bà trơn trọng mắt mờ thế này đấy. Không nhớ quản đã. Chào anh nhá. Chào bạn Obama cậu út nhá. Chào bạn Bùi Thu Huệ nhá. Chào 356 người đang xem nhá. Mạnh Hùng nhá. Bà ơi. Mỹ Đình. Chào Mỹ Đình. Chào đấy chờ. Mấy hút quẩn mày đấy, chẳng hát đấy mấy, mấy hát gì đấy mấy. Mấy to lên. Bà xấu hả? Chào anh Hảo Lam. Chào Như Bố nhá. Chào bạn Như Tường Thật nhá. Chào bạn Thế Google nhá. Chào bạn Bùi Việt Anh nha, chào bạn Như Tường Thật. Chào 372 người đang xem nha mọi người thấy hay mọi người chia sẻ. Mế ơi. Mế. Mế. Chào mế, mế hát gì đi mế. Mế, chào mế. Chào bạn Đinh Thị Ngọc nha. Chào mẹ này. Mẹ mưa hả bên đi. Mẹ. Chào thôn nà. Mẹ khắc quán luôn. Vâng. Mẹ ơi. Mẹ ơi có một lùa đấy mẹ à. Mẹ có một lùa đó. Quán mẹ là hết là. Mày là một cái tính đúng mẹ nha. Mẹ khổ thân nữa của nà. Mẹ hát vị đi cho thôn yểm của anh. Hát yểm mướng ha. Vâng. Nha, chào bạn Hoàng Tuấn Thành nha. Chào 384 người đang xem nha, mọi người thấy hay mọi người chia sẻ.
ơi, bộ hát đó là hát chơi hát xuống mà xuống na ơi từ hát hát xuống ngập to từ ta giặt xuống nơi nó là rằng hay hay thế mẹ mẹ khuya nó mẹ cứ lip khuya nó con lô mẹ tay mẹ kha mẹ kha mất lụa chẳng rươi à áo rươi con cỏ ủn e ủn măng ơn đi tỉnh giống đi nặng hả xin chào Hoàng Tuấn Thành xin chào anh Hảo Nam mới ngấu nó răng không có gà mế mế chẳng ông nó ông Hảo ông á mế rồi chẳng ông nó chẳng người chẳng mế nữa ngầu quá mế ngấu rồi nè mế ngấu bé như cách thế đó mẹ là cơ đi bây giờ thôn tôi về hay cháu mẹ hay ờ thế đấy ngoan đã hay vâng cháu mẹ đấy ngoan đã ơ phụ ơi thầy cho xẻ như bên đấy ngoan đã hay vâng à mọi người bà chăm gửi của bà nhá nếu mà yêu mến bà thì chia sẻ cho bà để và không nhìn rõ cái gì đâu. Cứ bảo gọi mãi thế nhỉ? Bà gọi cháu nhiều lần lắm rồi đấy. Hay là cháu không hiểu tiếng của bà? Gọi Hoàng Tuấn Thành lên đi cháu ơi. Bà rất chi là ngầu, vì bà rất là thích ngầu. Thế là các cháu yêu mến bà thì chia sẻ cho bà nhé. Chúc bà luôn mạnh khỏe. Cảm ơn các cháu nha. Cảm ơn Bùi Đinh Thị Ngọc nhá. Bà hát thay cháu hiện giọng bà rồi. Cảm ơn cháu nhá. Chào ba ạ. Xin chào. Thế chuyên mong mong vang với ba. Xin chào chị thôn ở cái dụng hoan bùi à hay gì đấy. Vâng, thôn nữa ở mong vang mẹ ơi. Mẹ thầy mẹ ở bao clip mong. Thầy mẹ ở bao clip mong hay chá. Cho nên thôn đi hảo đỡ thầy chuyên mà mẹ ở mong tháng. Cảm ơn thôn đấy là mẹ theo mình đi phát này. Thầy gió thôn hơn hãy ý măng đang thể mê mưa lắm chưa cặp nhưng mà ý măng hào yểm mê vậy mà mê hát đi hay con đồng à mê hát hay con đồng à ôi thế cảm ơn là giỏ thì thôn đi hát lại với mê đấy các bạn nên qua mưa quang à ra mày còn mang mưa quang mà mê thơi trang con đồng mê thơi trang con đồng à Mong vang thể chiên mà mê con. Về Lạc Sơn quê ta hôm nay con đường thanh thang ôi
trường cao rộng về làng xóm của ba hôm nay. Hát nhà lắm mà. Lạc Sơn, con là Lạc Sơn à? Ờ, Lạc Sơn à? Mẹ bao Lạc Sơn cái nói chứ hả? Mẹ bao Lạc Sơn mai thôi, mẹ bao mua bán nên mẹ bao dân nghiệp nên mẹ bao cái như là nhau xa làm Lạc Sơn à? Mẹ xa nhất nghiệp chứ hả? Xin chào cháu Hùng nhá, cảm ơn cháu Hùng đã xem bộ phim của bà nhá. Nếu mà mọi người yêu mến bà thì hãy đăng ký kênh vlog của bà nhá. Bà là tên là bà nghe nó mệt, nghe nó mệt lô thắc cái châu bò để mà mua băng à, cái thằng này nhiêu băng là mày ơi. Băng băng rồi mà. Mẹ à, cho con giằng băng bi băng thang đó là. Thế mày hát bài cao phong hả? Hát thiểng mương à? Hát thiểng mương mày ơi. Hát thiểng mương à? Mày xin hát câu hát là ní. Hôm nóng mê bụi lắm bụi nô gặp ở ní mặt vũ đó là hồn đất đổ thương mê ní hát hay đi mẹ ơi, hát hay đi đó, con hay hát, con nhạc lá về đó, ấy hát đó. Thiêng mẹ mang hoành à cô nương mẹ mạo hát mà chứ là mẹ cười giờ ạ. Cảm ơn mẹ chứ là mẹ cười rồi. Hôm nay vui lắm cho bùi non mày kỳ mẹ quan cặp qua ca đây giờ mẹ ơi. Ôn mạng à chị ơi hát được là xa thôn na ơi thì ai hát đúng cho mẹ ơi mẹ ơi cho mẹ ơi hát đúng cho hát cho mẹ giờ mẹ ơi cái đàn thơ ai hát đúng cho thôn này cho mẹ ơi hát đi ra hát tiếng không cảm ơn cả nhà đã mẹ cảm ơn đàn thôn thân mẹ đàn bộ đàn giang thân mạng ở trong quê hương đã mẹ khề mà bùi lỏng bùi nôn đà mà nó thôn nó mắt nó hát câu nó đứa tha thiểng nó cho để tha đứa để nó mẹ ơi khề bọn mẹ ra cho nên những khề cái ngoan mắng vàng này ra nó là con hát nó là việc chỉ thiêng thề và còn là loan đã dùng là cho cảm ơn chị với lại mọi người nha thì bây giờ cũng khuya rồi. Hát này mê hát mà mê muốn quang hay còn mà mê muốn quang vậy mê hát mê muốn quang đi. Ừ.
thôi thì mà cần đi khuya thôi thì mẹ xin phép thôi từ ngày khác này. Chào mẹ ra, chúc mẹ ra càng ngày càng nhiều clip hay ra để cho thôn quân ăn ngỏ con hết mương đi để mương nọ con đông tây đông bắc để đâu ăn ngỏ mẹ để cho mắt ăn kề làm vào mương hà để mương bi mương vàng mương thà mương đồn ra tam thang tử đồn đây cho nhiều cái clip hay ra mẹ ơi. Cảm ơn đà, cảm ơn các chị các anh các em thôn nhận cái này để ngỏ mẹ thôi lao đó. Nghe nói ngỏ cái mẹ nghe nó mẹ lên clip nó thôi đi ngỏ ngọt lên tươi ra. Mê mê hôi 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 thì đây giờ mê giò ta hôi đẹp tương đây đây giờ mê giò. Nghe nó thôn đi thà cao phong mày thăm bao nhiêu mê ra hãy đi mày mà đi qua mày mê ơi. Thôi cho là mê với bố lăng còn mát nè. Mà bê mê cho nó thôn mát ở lăng chị à. Mày qua được hoài thăm bao nhiêu nhau vô à. Cứ để người giang nghỉ giò đúng là hoài thăm nó mê nó mặt nó hay. À nhanh chơi nghĩ nghĩ giỏ đôn nè. Vâng, cảm ơn mẹ ơi. Đi cảm ơn nè, hãy đi chụp sức khỏe, chụp tỷ ngoan nè. À. Thôi thì cảm ơn tân thôn tân quan tân nhân. Cũng như là xin cảm ơn tất cả mọi người đã vào xem clip video của bà trực tiếp và nói chuyện trong buổi tối hôm nay thì rất là phấn khởi và vui mừng. Đấy thì nếu mọi người bên bà thì hãy ủng hộ cho bà nhá. Cảm ơn mọi người nhá, chúc mọi người quan đấy thì hãy đón chào một cái clip tiếp theo của bà nhá. Chào mọi người.